Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, lúc 1 giờ sáng nay áp thấp nhiệt đới đang ở trên đất liền đảo Luzon, Philippines. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 7, 50-61 km/h, giật cấp 9. Dự báo trong hôm nay áp thấp nhiệt đới vượt qua đảo Luzon, Philippines, đi vào Biển Đông. Trong khoảng 24 giờ tới, áp thấp di chuyển nhanh theo hướng Tây Tây Nam và có khả năng mạnh lên thành bão. Nếu mạnh lên thành bão thì đây là cơn bão số 4 hoạt động trên Biển Đông trong năm 2024. Đến 1 giờ sáng mai, tâm bão ở trên khu vực Bắc Biển Đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 420 km về phía đông, cường độ bão mạnh cấp 8, giật cấp 10. Trong 24 đến 48 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Nam với tốc độ khoảng 15 đến 20 km/h, cường độ có khả năng mạnh thêm. Đến 1 giờ sáng ngày 19 tháng 9, tâm bão ở trên khu vực quần đảo Hoàng Sa, sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 9, giật cấp 10. Trong 48 đến 72 giờ tiếp theo, bão có khả năng đổi hướng, di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được 10 đến 15 km. Do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới, vùng biển phía đông của khu vực Bắc Biển Đông có gió mạnh cấp 6 đến 7, vùng gần tâm bão đi qua cấp 8, giật cấp 10, biển động mạnh. Sóng biển cao 2 đến 4 m, từ chiều ngày 17 tháng 9 tăng lên 3 đến 5 m. Tàu thuyền hoạt động trong các vùng nguy hiểm nói trên đều có khả năng chịu tác động của gió mạnh, sóng lớn.